Hi, xin chào cả nhà. Chúng ta lại đến với lại là Era7. Thì hôm bữa trước á là Sơn thấy rằng là bên Era7 đang có một cái buổi giao lưu fan hâm mộ offline, big offline cực kỳ lớn luôn cả nhà. Trời ơi, nhìn nó dễ thương ghê. Hay là ở Sài Gòn chúng ta tổ chức một buổi offline như vậy, cả nhà đồng ý không? Nếu cả nhà ai chơi Era7 đồng ý thì hãy nhớ bình luận ở phía dưới cho Sơn nha. Cái con Era7 này á, không cần nói nhiều nữa ha. Top 1 GameFi hiện tại. Theo thông số thống kê ở trên Twitter thì nó không có nói láo được. Chúng ta có thể là xem ở đây là 26.51k. Quá dữ luôn cả nhà. Ở phía này thì chúng ta có thể thấy là chưa có một cái con game nào mà vượt lên cao như vậy, và nó đang được BNB support rất là nhiệt tình. Thì dạo gần đây đang có một cái vấn đề rất là hot, sắp tới World Cup rồi, thế nên là chúng ta thấy được rằng là bên BNC họ kết hợp với lại là Cristiano Ronaldo cộng với lại ông Kaby Lem. Ông này thì rất là nổi tiếng về TikTok này. Ronaldo thì chùm phải nói là người mà Sơn rất là hâm mộ bóng đá và The Week. Và chúng ta có thể thấy được rằng là những dự án ở giai đoạn hiện tại thì thật sự á, nếu mà earn hay là chúng ta chơi mà kiểu cuốn á, thì nói thật là chỉ có Era7 hoặc là con Tenta thôi. Nhưng mà con Tenta này thì nó là một cái tựa game MOBA chiến thuật ha, nó sẽ khác gu. Hôm nay cái gì thì mình sẽ để cái phần ranking xuống phía dưới cho cả nhà đọc về cái con Era7 ha. Và Era7 thì mình đã làm khá là nhiều video rồi, thế nên là mình cũng thấy là chắc là đủ rồi ha cả nhà ha. Những người mới hay là những người giỏi gì đó thì cả nhà có thể là trao đổi với nhau ở qua và đường link Telegram Sơn để ở phần phía dưới. Còn bây giờ thì hôm nay á, là chủ đề đó chính là Sơn sẽ vào mời những người anh em ở trong nhóm Telegram của mình để giao lưu cũng như là kết hợp để sắp tới có offline thì có thể là gặp nhau cười ha ha. Ok rồi, vào đấy. Anh em nào mà mới chơi hay là không hay là chơi lâu rồi thì anh em chưa vào nhóm Era7 thì anh em có thể là vào nhóm Era7 nha. Răng 1k2 bánh mì, ok, bánh mì răng 1000 hả? Ok, cớp nha, vào đây. Yes, vô go go rồi, bánh mì vô. Bánh mì mấy con NFT của mình là nhiều e quá, 6, 7, 8 khá là nhiều. Bây giờ mình phải để dành, mình tiết kiệm, sau đó là mình thả ra ha. Mày nè rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thả cho mình cái con Infernal Stortman ra để cho nó gây đam. Và vẫn còn 2 e nha cả nhà nha. Tên này thì khá là nhiều lá bài, tốn e 41 5. Bây giờ thì mình sẽ thả ra đây đó, thả ra 41 máu. Bánh mì này khá căng đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi coi lá tiếp theo của bánh mì ra như thế nào. Bánh mì, trời đất ơi. Bây giờ thì ở trên cái chế độ của Era7 thì còn có cho mình đó chính là cái biểu cảm nữa cả nhà. Đó, thế nên là khi mà chúng ta vào, chúng ta chơi ở trong những cái chế độ như thế này đó, rất là phê nha cả nhà nha. Thả con Gen Moss ra 8 rồi. Bây giờ chắc mình bán này, lấy cái con này, lấy con quái vật ra. Bánh mì tiêu nó rồi. Bài bánh mì khá yếu nhỉ, trâu nhờ. Trời đất ơi, nó 49 máu, khiếp hồn thật, nhiều máu thế. Ủ đam random enemy block. Ui rồi ôi, nó hồi máu ghê ác thật sự cả nhà. 70 máu rồi, thôi xong rồi, bánh mì nó hành mình rồi. Hên quá, lấy được nhà rồi, hút nó, đúng rồi. Trời đất ơi, 75 máu dã man bánh mì. Hết đam rồi đúng không? Hết bài, hết đam rồi. Bây giờ còn 3 lá sao đỡ đây. Một cái nè, một em, hai em, 73 máu nè. Trâu với tôi này, cậu trâu với tôi này. Bánh mì này, trận đấu cực kỳ căng thẳng của Warzone Era7 với lại bánh mì. Bài này khó nhai đấy. 10 máu lại 10 máu. Giờ mình kêu cái là mình thắng rồi. Cậu đi. Thủ nè victory á. Bánh mì ơi, bánh mì sao tiếp con. Anh nào rồi. Một em còn ai nữa vô đây. Ok, bây giờ mình tạo tiếp để cho bánh mì vào. Ván này thì mình sẽ sử dụng cái bộ quỷ với lại bộ hải tặc xem như thế nào để đánh với bánh mì ha. Sao hiện tại mất cái chế độ đặt cược rồi hả nhỉ? Bình thường là khi mà tạo một cái phòng như thế này á, thì chúng ta sẽ có đặt cược 2 ERA để chúng ta giành lấy, để chúng ta có thể là giành lấy ERA để chúng ta đổi ra đi bán ha. À, bánh mì vào rồi, bánh mì vào rồi. À, bánh mì mới đổi bài, ghê nhờ bánh mì nhờ. Ok, bánh mì tốt thôi. Rồi, thả con smooth ra để tăng, để khoe thông thạo ấy coi. Khóc trước, khóc trước. Khóc trước, khóc trước. Rồi bây giờ thì đấy, từ từ ta. Nhiều máu thế nhờ. Gắn cái icon vô nhìn hài vãi. À, đang golden à. Nhím ở đây. Nhím nè. Ui đâu ấy. Ui có hai cái lá ngon thế. Rồi hủy chi tiêu thôi. Lấy hai cái phép thuật vô, bỏ vô con heo. Ghi nè, hai máu. Con râu róc. Đi hết hai em. Phê chưa? Sợ chưa bánh mì? Hết bài rồi sao á? Ui đâu ấy. Chết bà mình hết bài rồi chứ. Không biết end được hay không đây. Thắng luôn rồi nè, không đỡ ở phía trên hả? Tại sao vậy bánh mì? Ok chi bánh mì. Sao? Tâm phục khẩu phục chưa? Nếu anh em muốn tổ chức một cái buổi bit offline lớn Era7 tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh em nhớ bình luận ở phía dưới cho mình nha. Còn anh em nào mà mới chơi thì anh em có thể là vào ở trong Telegram để anh em có thể là tìm kiếm những bộ bài xịn sò nhất cho mình ha. Thôi bây giờ mình sẽ đi kiếm những tố mới anh em à. À, Đoàn Gia Huân vô Huân ơi. 4 lốc 4 này. Lửa, đốt, bùm, đúng rồi, chuẩn luôn. Bây giờ mình lấy con ra mình bị trừ 5 máu thôi thua luôn anh em à. Chết bà rồi. Hưng ơi. Đừng mà Hưng ơi, anh tự bóp giái mình rồi. Hưng ơi, đừng mà Hưng ơi. Hưng ơi, từ bóp giái chính mình rồi, lại Hưng ơi. Ok, vậy thì mình đã có buổi solo thật là tuyệt vời với bạn Bánh Mì và bạn Đoàn Giao Hưng. Nếu như mà anh em nào mới chơi á mà chưa biết cái chế độ custom giao đấu như thế này á thì anh em hãy nhớ là hãy vào ở trong cái phần Wishmax để anh em luyện đến level 6. Thì level 5 á là chúng ta sẽ đánh được răng nè. Level 6 thì chúng ta sẽ đánh được cái chế độ custom ha. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn chơi phiêu lưu hay là đi chiến dịch thì đấy thì anh em hãy vào ở trong đây. Rồi ok anh em, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn Bánh Mì đã chịu solo với mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt anh em. Và anh em hãy nhớ yêu thích video này, like, subscribe, ấn nút chuông. Và đừng quên join vào cộng đồng Telegram Việt Nam Era7 nha. See you.